Nick Facebook tên là Hoa Trung hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con đọc một bài viết về nhân vật Đường Tăng trong phim Tôn Ngộ Không. Lúc thỉnh kinh, ông ấy đã đem bát vàng ra để đổi lấy chân kinh. Theo ý hiểu của con, đây là hành động thể hiện hạnh buông bỏ khi xuất gia, có đúng không ạ? Con bạch Thầy, có thể giải đáp cho con về ý nghĩa của việc dùng bát vàng để đổi lấy chân kinh không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Hoa Trung hỏi Thầy về cái câu chuyện Thầy trò Đường Tăng, mà câu chuyện này là đến hồi kết rồi, không? Tức là Thầy trò Đường Tam Tạng đã đến Tây Trúc rồi, đến đất Phật Tổ Như Lai rồi. À, đây đại chúng xem phim Tây Du Ký hết rồi, đúng không? Biết cái chỗ này rồi. Và đúng ngày xưa hồi Thầy mới xem, Thầy cũng lúc ấy còn bé, ngạc nhiên. Lúc ấy đến rồi lại thấy một cái ông gọi là ông Anan đấy, chảy ra lon ton rồi xun xoe rồi, đòi Thầy trò Đường Tăng phải đưa cho cái bình bát bằng vàng, phải không? Rồi sau đó thì mới cho lấy kinh. Mà đã thế lại tức chứ, lại cho kinh, lại kinh không có tí chữ nào. Hồi ấy Thầy tức lắm, Thầy bảo sao mà đất Phật mà lại còn lừa thế này thì không thể được, lại ăn hối lộ thế này nữa. Và thưa đại chúng, nhiều người cũng thế như Thầy ngày xưa, không hiểu câu chuyện này cho nên cũng bảo đấy, đến nhà Phật cũng vẫn phải hối lộ. Hối lộ lại còn cho đồ giả, cũng bán hàng giả đấy. Đấy. Nên sau này khi mà học Phật tu tập ra thì mới hiểu được câu chuyện nó rất thâm ý, thưa đại chúng. Thực ra nó thế này này, Thầy trò Đường Tam Tạng thì đi đường một cái hành trình quá gian khổ rồi. Bây giờ đã đi đến đất Phật, đến đất Như Lai rồi đấy. Nhưng mà chưa phải là đã giác ngộ. Đấy. Mà trong nhà thiền thì người ta thường hay nói là đầu sào đi đến trăm trượng rồi đấy, đã lên đến đỉnh của sào rồi, mà đã phải là đạt giác ngộ đâu. Đấy, đầu sào trăm trượng, đến rồi, leo đến đỉnh cái sào rồi. Mà trăm trượng rồi, lúc ấy còn phải một phen nữa là buông tay. Rồi gọi là tuyệt hậu tái tô, tuyệt hậu tái tô, chết đi rồi mới sống lại được. Đấy. Người tu là như vậy, một phen phải chết đi rồi mới được hồi sinh sống lại. Vậy chết cái gì và hồi cái gì? Đó, nó là cái chỗ này đấy. Thì Thầy trò Đường Tăng đã đến đất Phật rồi, bây giờ còn cái quan trọng nhất là lấy được kinh. Vào. Thì làm sao đây? Chỗ này là cái chỗ mà trong nhà thiền ta nói đấy. Lúc này còn một chút cái chấp, có chấp thân thì cũng không giác ngộ. Cho nên ngay lúc này phải buông bỏ cả thân mạng. Ai muốn giác ngộ chân lý thì người này phải có cái bản lĩnh dám buông bỏ cả thân mạng này. Vì còn chấp cái thân này thì là một cái chướng ngại rất lớn, không thể giác ngộ. Đấy. Cho nên ấy, chứng sơ quả tu đà hoàn thôi, thưa đại chúng, thì đã phải diệt trừ thân kiến rồi. Thân kiến tức là chấp thân, thấy có thân này là thật, thấy cái thân này là của tôi, thân này là chính tôi đây. Không giác ngộ thân này không phải là của tôi, là vật đi mượn, mượn tinh cha huyết mẹ, mượn cơm gạo, đất nước đắp vào, mượn vải vóc đắp vào thôi, chứ có phải là của mình đâu, toàn là đồ đi mượn. Thế không những thế, đã chấp nó là của mình lại còn nghĩ nó là mình luôn, tôi đây. Thế thì làm sao giác ngộ được? Cho nên muốn giác ngộ được chân kinh thì phải có bản lĩnh bỏ cái thân mạng này. Thưa đại chúng, người tu nào cũng thế, gọi là tuyệt hậu tái tô, đến lúc phải dám chết đấy, bỏ cái thân này. Trong tư tưởng phải sẵn sàng. Đó. Sẵn sàng thì mới được. Thế và cái bình bát, thưa đại chúng, cái bình bát của các thầy tăng này, nó chính là vật để nuôi sống thân mạng. Cho nên bình bát là tượng trưng cho mạng sống của mình. Và có thực thì mới nuôi được mạng, có mạng thì mới tu được chứ. Đấy. Cho nên cái bình bát gọi là cái vật ứng lượng khí để các thầy xin ăn, có ăn thì mới sống, tức là có mạng sống. Không có bình bát là chết.
chư tăng mà không có bình bát là chết đói, chết đói là chết. Cho nên cái bình bát thì tượng trưng cho mạng sống của chư tăng. Vậy nên khi đến đất Phật rồi, Ngài A Nan vẫn phải ra bảo với thầy trò Đường Tăng: đưa cho ta cái bình bát đây. Ông có dám đưa không? Ông còn dùng rằng mà ông còn tiếc phải không? Ông mà tiếc thì thôi, khỏi phải lấy chân kinh, khỏi cần giác ngộ chân lý nữa. Thầy trò Đường Tăng cũng dùng rằng mãi đấy. Thưa đại chúng, đến cái lúc mà phải buông bỏ thân mạng không đơn giản đâu, không đơn giản. Và cuối cùng thì thầy trò Đường Tăng vì chân kinh cho nên cũng phải trao bình bát. Tức là gì? Sẵn sàng rồi, tôi sẵn sàng, kể cả mạng sống này, tôi cũng sẵn sàng buông, không chấp trước nó. Đấy, đại chúng hiểu không? Cho nên cái hành vi mà trao bình bát cho A Nan, đấy là thể hiện lúc ấy trong tư tưởng đã dứt khoát buông bỏ cái chấp về thân mạng này. Lúc ấy mới có thể giác ngộ được chân kinh, tức là chân lý. Và ngay sau đó thì A Nan đã vào lấy kinh đưa cho thầy trò Đường Tăng. Và kính thưa đại chúng, thầy trò Đường Tăng đi đường đến lúc mở ra mới biết là kinh không có chữ tí nào, lại nghĩ là kinh giả, phải không? Mới quay trở lại. Nhưng thưa đại chúng, kinh không chữ đấy mới thật là chân kinh, là kinh thật đấy. Cho nên người trong nhà thiền mới nói là đại đạo là vô ngôn, đạo chân thật là không có lời. Đạo thật là không có lời mà không thể diễn tả được nó, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn và bất khả tư nghị, không thể nói được. Cho nên chính thực khi mà thầy trò Đường Tăng buông bỏ bình bát, sẵn sàng bỏ mạng sống, buông cái chấp thân này, thì đã được nhận chân kinh rồi. Chân kinh ấy là không có chữ, không có lời. Wow. Không có chữ, không có lời. Đấy là chân kinh đấy. Nha. Đấy là chân kinh đấy. Thế nhưng mà trở về trần gian thì phàm phu chúng ta tâm trí thì ngu tối, đọc cái kinh không lời này không đọc được. Tức là cái người mà chân thật giác ngộ đạo thì được mấy ai? Cho nên ấy, phải hạ cấp xuống. Thôi, phải cho cái kinh có lời để mà dẫn dụ cho họ mới vào đạo được. Thế cho nên ấy, lại phải quay lại đổi lấy kinh có tự. Đấy, kinh có tự là để cho chúng ta đây này. Đây, chúng ta đang học cái kinh này cũng là kinh hữu tự đây này, kinh có tự. Chứ còn mà thật sự khi mà đạt được đạo rồi thì mới biết cái này chưa phải là chân kinh. Đấy, các bậc đạt đạo thì thấy đây chưa phải chân kinh. Đấy, đây chưa phải chân kinh. Nhá. Thế thì thầy xin trả lời cho bạn Hoa Trung như vậy. Nhá. Bạn Hoa Trung hiểu cái câu này nó rất sâu sắc. Ngô Thừa Ân là một vị tác giả rất hiểu sâu sắc Phật giáo. Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh chính là nói về hành trình tu hành của một con người chúng ta cho đến ngày đạt được giác ngộ chân lý đấy. Chỉ là một người tu thôi, chứ không có gì lạ đâu. Sau này học Phật rồi, tu học Phật thì chúng ta hiểu ra câu chuyện thầy trò Đường Tăng rất là hay, rất ý nghĩa, rất ý nghĩa. Thầy mong bạn Hoa Trung tinh tấn học Phật nhé, để hiểu thêm nữa.